lên nhà anh hai, anh của Ma Kha các bạn. Hôm nay có anh Sáu ở miền Tây lên chơi này, anh Điền nữa này. Hello anh Điền, hello anh Sáu. Hôm nay có cháu Tòng, con của anh Sáu này. Hello Tòng. Măng chua hả? Măng chua, măng chua, măng chua, măng chua với cá kê. Và thịt heo nướng. Làm trái cơm các bạn ơi. Đầu tiên đó, chua. 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 Mình khoái cái món canh à. Món canh ngon lắm. Chua nó mới có đồng. Món là món thịt nướng. Thịt heo nướng các bạn. Ăn luôn. Hôm nay có anh Sáu với anh Điền. Cháu Tòng đó. Lên Tây Nguyên chỗ nhà của anh Hai Ma Kha. Cái măng muối chua này không có bỏ muối nha. Để chua tự nhiên đó. Cái măng này là mùa tháng 7 là măng nó lên là người ta lấy rồi đến cho đến tháng 2 là tháng 7 là mùa. Nó chua tự nhiên luôn chứ không có bỏ muối. Bỏ muối đâu. Đó, đặc biệt như vậy á. Muối từ năm ngoái đến bây giờ đó. Không bỏ muối chứ không thối rồi chứ. Một năm rồi đấy. Cho cách người ta làm chứ. Một năm muối một năm rồi. Bởi vì người ta bỏ muối là vì sao? Anh biết người ta bỏ muối là người ta bỏ muối nó của nó là coi như là nó thối rất là nhanh. Bởi vì người ta bỏ muối là người ta ăn nhanh chứ không phải là nếu mà ăn lâu là không bao giờ bỏ muối. Phải biết cái cách muối nè. Đó là nghề đúng không? Xưa giờ là người ta nhiều khi người ta chôn dưới đất cái này là cái măng chua là 3 năm người ta mới ăn. Bởi vì người ta có cái dịp là người ta chẳng hạn người ta mừng thọ này nghĩa lớn á là để người ta bốc cái đó là người ta ăn. Người ta xử vậy. Nó vậy á, nhưng mà ăn rất là ngon. Thích này là gọi cho anh trả vô. Đấy được. Thôi, đi vô. Vô mình vô ăn nè các bạn. Cái gì chứ cái món canh chua là mình khoái lắm. Để mình thử món canh nha các bạn nha. Còn cái canh chua này là người đồng bào ở đây người ta nó nấu là cái này. Người ta nấu chẳng hạn người ta thuê một cái con gà hoặc con vịt á. Người ta thế các bạn nha, để mình thử như thế nào nha. Nấu lông xong bắt đầu là người ta thuê cho nó có cái mùi khét khét á. Người ta bơm bơm vào nó canh chua ăn ngon lắm. Ở dưới mang này là giá cày, gà là giá cày, đúng rồi, xong ăn là mang cắt khúc bữa để vô. Còn ở dưới nữa hầu như cái món nào cũng giá cày hết à. Còn miếng giò gà rồi thịt cừu á là hầm ăn, chặt khúc khúc để vô ăn cực kỳ đó. Lên đây là cái món là còn ăn mình là cái món gì? Một chua, một chua. Măng chua mà cái măng là cái tên gì? Măng le. Măng le. Măng le là chị muối là 1 năm rồi đó. Lấy rồi đó. Anh chúc măng le hôn này nè. Em là căng chấm đi anh à. Nói với cá trê nè. Cá trê á. Đây là dùm tao nguyên nè. Dài. Ấy là vô nó ngon nè. Làm như thế nào nữa, tiền trong cô. Ăn ớt nhiều mới ngon. Cay, còn đen nó còn. Nhưng mà nó không phải. Ăn ra từ hết kìa. Chắc hết cả. Món này đậm đau thiệt. Tiền đâu có cô. Đấy, tiền đâu có cô đấy. Gà tao giờ ngày hôm qua thằng cô nhà nó đi thấy đầu bếp á, yeah. Một bao luôn. Sáng nay mà đi bán coi như là họ dành quá trời luôn. Dạ. Cái canh măng này là anh nấu với cá đồng này các bạn. Này cá gì, cá trê này. Măng chua này bà con người ta muối rồi không có bỏ muối các bạn nha. Hôm tháng 7 năm ngoái đến tháng 7 năm nay. Muối có hay hay không thúi hay à? Không thúi. Dạ. Nếu mà mình để muối là nó thúi nhanh. Bà con chị anh em trong này muối có bột ngọt thôi các bạn, không có sử dụng nước mắm, không sử dụng dầu nha. Gót xong á, bắt đầu là người ta để qua một đêm. Xong sáng hôm sau bắt đầu là người ta bóp rắc, rồi người ta rắc cái cho nó chảy hết nước xong bắt đầu là bỏ vô chén.
bỏ vô té là mình ủ đó. Nếu mà mình muốn ăn lâu 1 năm 2 năm có nhiều khi đi là nhà người ta khá giả. Cậu nói lại cái măng như thế nào cậu? Cái măng giùm đi lấy trên rừng về rồi. À thì mình cái măng cái này này, cái này là gọi là cái măng le. Mình sẽ lấy ở rừng về. Dạ. Phải băng đỏ là mình lấy ở rừng về là mình lục vỏ rồi mình rửa sạch sẽ bắt đầu là mình quất cho nó nhỏ ra. Quất cho nó nhỏ ra. Xong quất xong cái đó là ở trong một cái nia như thế này ấy, yeah. Là ở dưới là mình lót cái bằng lá chuối rồi xong cái đó là mình ủ cho nó qua đêm, qua một đêm sáng hôm sau, bởi vì một đêm đó là sáng hôm sau thì mình bóc, bởi vì trong lá chuối mình lót vào là nó không bao giờ nó có cái màu đen cả, nó là trắng bóc à. À, xong cái đó là sáng hôm sau bắt đầu là mình bóc cho nó chảy hết cái nước của cái măng ra, của cây măng ra. Dạ. Mình bỏ trong ché. Ché đó nhiều khi thì nếu mà mình muốn ăn cho nó nhanh ấy, thì ché nhỏ, ché của người đồng bào, ché nhỏ là ăn ngày thường. Rồi mình có đổ nước gì không? Không, đừng có để nước. Đúng, để vậy luôn. Bỏ nước vô là nó thối nó đen. À, để vậy để mít luôn. Để mít vậy thôi. Là tự động nó chua luôn. À, nếu mà mình muốn để cho nó lâu á là người ta lấy cái tro bếp mình á. Dạ, dạ. Người ta sáng lại lấy cái bột xong bắt đầu là mình lắp vào cái chặt. À, đây là cái ké mình. Mình lắp cái này coi như là giống như mình hàn xi măng vậy đó. Rồi. Cho nó kín. Xong bắt đầu là mình chôn dưới đất. 3 năm thì không bao giờ thối. Đó, cái phong tục của người đồng bào ở đây là có cái hay là tro bếp mình nha. Tro không thôi hả? Tro không thôi. Mình có xuống nước không? Mình làm rượu cần cũng thế. Mình có xuống nước gì thêm không? Hay là sao nó chặt được? Khi mà cái tro mà mình sáng nó thành bột á. Dạ. Xong mình lấy cái nước mình bóp. À cho nó dẻo lên. À mình test vô thôi. Cho nó bít cả cái miệng ché luôn. Thì đó, để có khỏi cái ruồi. À mấy con nó vô. Nó bu vào. Để 3 năm luôn. Để 3 năm. Đào đất chôn để được 3 năm. Ồ. Cũng giống như điều cần người ta cũng để là. Rồi. Bữa nào con làm thử không? Hả? Đó heo giờ. À bây giờ anh hai mang ché điều cần 5 tháng này. Ra để đợi anh Sáu. Tôi gọi là người già làng cũng thay lời cho chủ nhà thì tôi uống với anh Sáu một ly, bởi vì theo cái luật tục của người đồng bào ở đây ấy, là người nhà người ta phải thử uống trước, nếu mà có tục gì chủ nhà phải là chết trước. Cho nên là luôn luôn như vậy, là người nhà người ta phải uống trước, đi khách tên chủ không khách đâu. À, đúng rồi. Xin giới thiệu các bạn, đây là già làng Tây Nguyên và già làng miền Tây. Đó, già làng Tây Nguyên đây, còn đó già làng miền Tây đó rồi. Rất vui rồi. Anh Sáu anh biết không? Người ta nói là nếu mà mình làm một ché thì chúng đại khách của mình là không nên để rơm rá mà nó lung tung như thế này là coi như là khách người ta phải còn nữa. Nó phải gọn gàng, không vậy cũng đã là không khóc hả? Đó là theo luật tục của người già làng, người Mân Âu ở đây. À, anh thông cảm nhé. Tôi nước đây, nước đá. Bắt đầu rót nha. Có cái ly đó mà. Ai? Còn mấy cái luôn. Rượu này là mấy tháng rồi bác Nam? 5 tháng rồi. À, 5 tháng. Ngày cỡ tầm này ra nha, mình uống vừa 5 tháng rồi. Còn mấy tháng là sinh. Đồng bào Mân Âu ở đây là người ta làm được tầm từ 1 năm rồi đến 3 năm. Bởi vì 3 năm là sao không anh Sáu này? Càng lâu ngon. À thì càng lâu nó lại càng ngon. Bởi vì người ta làm rượu 3 năm á là nó như thế này. Chẳng hạn là tôi là người già làng ở đây. Tuổi thọ tôi bây giờ là người với người tập tục của người đồng bào Mân Âu ở đây á, là tôi năm nay là chẳng hạn là 80 tuổi hoặc 90 tuổi, tôi chuẩn bị là sang năm tôi mừng thọ, hoặc là 3 năm sau tôi mừng thọ, bắt đầu là vợ con chuẩn bị làm cái việc đó, làm trước, phải chuẩn bị trước. À, cho đến 3 năm lúc đó như vậy là cái rượu đó mình mới khuya ra. À, cho nên là mới khuya ra cái rượu đó. Cho nên là gọi là mình để sống
lâu không, mình gọi sống thọ à, cho nên là cái rượu đó, cho nên là à, rượu đó là không phải là để mình thật. Có trường hợp gặp khách quý, người ta mới khuyên rượu đó chứ không phải là khách bình thường là không bao giờ khuyên cái rượu đó à, khách quý người ta mới khuyên rượu đó, tức là rượu từ 1 năm hoặc 2 năm 3 năm người ta mới khuyên. À, bây giờ này à, các anh xem như vậy là 5 tháng cái màu của nó ở tầm này là rất là ngon rồi. Cái màu cũng chẳng tay thôi à, rượu tay gọi là cũng là, nhưng mà rượu nho nó không bằng rượu này đâu, đúng không? Bởi vì cái men này là người đồng bào ở đây người ta làm là không, chứ không phải là người ta đi mua cái men ở chợ. Đó, cái này là men người ta lấy ở rừng về uống rất tốt, uống rất tốt. Cái men là người ta lấy củ riêng ở rừng á. Tao mà 16 này. Rồi. Cái này là cái ly đồ là rất tôi nghe đáng lý ra là tôi đưa cho anh, nhưng mà không biết sợ coi như là anh chết trước cho nên là cũng được. Mời các bạn luôn. Mời nha. Thôi mời nha. Rồi. 100% luôn. Nếu tết phương xa là cứ 100% rồi đó. Rất ngon. Ngon anh sao này? Hai bắt tay cái. Ok. Ủa, tôi còn một tí nữa không phải làm hết. Quá đã. Ngọt quá ngon. Hầu là thế thì tôi với anh Sáu xong rồi, bây giờ chuyển đến cái anh chủ nhà cái nhỉ. Anh cả uống thấy mê không? Nhìn tướng lực lưỡng không? Vậy mà anh Sáu tướng còn lép hơn nữa chứ. Cái ông chủ nhà thì một ly thì chưa thấm thía gì đâu, nhưng mà phải hai ly thôi. Bởi vì cái luật tập của người đồng bào người ta nói này, mình mà một ché rượu cần của mình chịu đãi khách á, mình không bao giờ mình đi một chân, mình phải đi hai chân. Chủ nhà thì một ly thôi chứ đãi khách. Nhưng mà đâu khách tự nhiên chủ nhà uống hết thì sao? Mình chế nó vô nhưng mà hương vị nó vẫn mình, nhưng mà mình uống như vậy người ta mới còn nhiều quá rồi nó mới giảm. Đúng rồi. Chứ mình uống một ly thì bây giờ khách người ta chẳng lẽ người ta đi một chân. Nhiều khi khách ở ngoài họ vô á, họ kêu nếu mà rượu của mình mà uống nước vô thì nó lạnh ngay, cái rượu đấy càng uống nước càng ngon. Nhưng mà cốc mới đem ra thì nó đậm đặc. Đúng rồi. Không chứ cái này mà làm sao mà nó nhỏ hút lên cao xíu. Cái lúc cần mình đổ bia làm hư ngay. Không được. Hư xuống rồi. Cái phần liên quả là không được, đổ nó hư đi. Cái bình rượu mà đã hư rồi, tới giờ tôi còn giữ cái chú của tôi. Ôi vậy chắc nó hỏng thôi. Nó cứ ra chú nằm ở trên, dở ra chú nằm ra. Đây ra. Để là quá hình chuyện xấu. Để là quá móc luôn. Chưa đây hả? Còn các bạn ơi, bây giờ phụ của anh mà là cả cũng nhà. Còn mình thử lố ném đó. Giờ mình phải uống thịt. Còn đi lâm phòng. Trời ơi, còn mình thử đấu mở ra. À, vậy thì được á. Coi như chỉ để lá vô rồi đậy mũ lại đạn chay tới dưới nó không ập cũng đồ mà tới giờ y thinh vậy luôn. Uống sao cái bụng nó làm bắp. Dạ bắp. Dạ bốn ly rồi. Bốn ly nãy ly tới nhỏ phải lên đi kia một cây đó. Nãy ly đó là xỉn rồi. Chủ nhà hai ly nữa là bạn nhau. Nhân. Rồi anh phải dùng hai ly nữa. À, miền Tây và miền miền cao thâu đí các bạn. Đây. Coi trời có người ngồi dưới nha Sáu. Dạ có như có kêu á. Nè, hồi nãy mình ném dính cổ luôn. Anh mình chuẩn đó nè. Bỏ vào chén đi chén. Anh chạy lưng lưng rồi cái anh cho nó vô là thấy à. Ngon từng giọt luôn các bạn. Từng giọt. Nếu mà giọt thấy cái giọt luôn. Đậu nước mà ngon từng giọt các bạn như đối. Này nè. Trước tiên đổ luôn cái này. Này nè. Đó. À vừa hút vừa đổ nước đúng không? Ừ, hút vừa đổ nước. Ở đây luật tục đừng có bỏ cần nha. Có buông cần. Nhưng mà cứ hút nào hết nước kia kìa. Khi nào hết nước. Hết nước trong ly thôi. Hết nước trong ly á. Thì mới bỏ ra. Giỏi mà uống cái gì đó rồi. Luật tục ở đây. À, anh mà đã uống, anh mà hút anh bỏ cần, anh nói là anh chê rượu của mình. Đúng rồi. Đó luật tục ở đây là đang chiên. À, người Mân Đông ở đây là người ta có cái luật tục đó. À, đây, một tí nữa. Bạn nói chuyện đó. À, rồi.
Ừ, uống này phải ốc 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 vừa uống vừa đổ nước mọi người. Vừa uống vừa đổ, đó, nghe nha. Rất hay, tập tục. Đó, đây là tập tục rồi, đây là nó như vậy. Còn cái tập đây không? Khác khi người ta cầm cần mình là mình mới thôi mình mới đi. À, người ta chưa cầm cần mình là mình không nên bỏ cần ra. Từ xong có phải không? Rồi, ok. À, đó. Cho ly ạ. Người ta chưa biết là chưa được bỏ cần. À, đúng rồi. Bụng này chắc vô hết nguyên hũ luôn quá. Tôi uống là hết rồi, hết rồi này mới về. Hồi nãy chăm chưa đầy đã tước rồi anh chế rồi, anh nghĩ tới miệng kìa. Chăm đầy đó. Chăm đầy có vậy đó. Ôi, thế này mình biết đủ mà mình biết được là nó nói hết cái nào này. Nói vậy không? Mới tính là học ly nè. Đúng rồi. Thế này mình là tính một ly này. Hoàng Quan anh Sáu ơi. Cố lên anh Sáu ơi. Không được bỏ tay đâu anh Sáu ơi. Anh mà bỏ tay, nếu mà cái nước đây mà nó rút tới đây là người ta gọi là anh không hút rồi. Và đây là nó còn cái màu gọi là cái nước rượu cần là nó tốt mà. Cô nghe cái đầu gì đó. Anh Sáu ơi, anh đói mặt rồi anh Sáu. Nhưng mà là anh Sáu anh uống hơn. Anh Sáu đói, anh đói mặt rồi. Rất ngon. Rất ngon không? Cho bài Sáu. Phần của bạn Hiền ra đẩy rất là ngon. Anh Sáu là uống lố rồi nha. Lố phanh được không? À, uống lố hả? Lố. Phanh không kịp, phanh không kịp. Quá ngon các bạn ơi. Đây đến tiền. Mấy nghĩ được đó tôi uống hơi trời ba ly tối rồi. Anh Ba Kha uống này. Đó. Anh Ba Kha mày hai ly đó. Đó là hai gia làng á, gia làng thiệt áo trắng, gia làng giả áo xanh đó các bạn. Đó, gia làng giả áo xanh đó. Uống cho nào mặc áo gia làng ra luôn rồi mới giữ. Không chứ ngày xưa cái lịch tục của người đồng bào, người Mân Nông ở đây là người ta uống như thế này nó mới công bằng. Dạ. Có khi nào giá bộ hết chứ bằng. Giá bộ rồi sao nó dựng lại. Miễn sao hết cái ly đó mà, giá bộ kệ chứ. Sao mà hết ly này thôi á. Ờ, giá bộ sao được. Đó, vậy hết ly đó là sao mà đó. Rồi. Đó xì tốt. Để còn thi anh Sáu thử không nổi. Kẹo không? Kẹo. Bày tiếp. Vậy đó. Bày nãy cầm nồi, không cầm nồi lại là uống hết được rượu của anh cả luôn. Rượu ngon. Để cho lưng lưng hả túc vô. Từ uống. Rượu cần rất ngon. Mấy hả? Nò trong nồi là kéo luôn rồi. Tổng. Nãy muốn không ly ra kia rồi. Hết ly rồi. Ta nghỉ đi. Thế là nó là nhậu từ sáng mà nhậu tới chiều. Sướng. Chiều rồi tới lại đây muốn tới phía mà hứng gì mà còn. Bò nó còn gấp. Không dám liền liền lại. Xin tạm biệt gia đình anh chị hai. Chào tất cả mọi người nhá. Nhà phố đây. Về. Đi về. Mai Khai nha. Bye bye. Hẹn gặp lại nha. Ah,